trẻ em mang phao ra giữa phố để tắm biển. Từ năm 2019 đến nay, người dân sinh tại lô biệt thự, khu đô thị Vĩnh Đằng, phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn phải sống trong tình cảnh ngập lụt mỗi khi chiều cường dâng cao. Một số tuyến phố như Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Anh Ninh, Hai Bà Trưng, phường Ít Kiêu chìm trong biển nước. Tại thời điểm 17 giờ, mực nước dâng lên cao 42cm so với mặt đường, đợt chiều cường kéo dài trong 3 ngày từ ngày 14 tháng 7 và dâng cao đến 4,3m. Nước biển từ dưới nền đường đùn lên tạo thành bong bóng. Người dân thuộc khu phố 6, phường Ít Kiêu cho biết, thời điểm chiều cường lên cao nhất khiến cả tuyến phố bị ngập đến gần 1m. Nước biển dâng tràn qua sân gây ngập tuyến cáp điện ngầm và tủ điện của một số hộ dân trên đường Ngô Thị Nhậm. Người dân lấy phao bơi cho trẻ em nô đùa trên phố Ngô Thị Nhậm. Cảm giác rất lạ, lần đầu tiên em được tắm biển ngay giữa phố. Em có chụp ảnh khoe bạn bè nhưng không ai tin. Hai bạn trẻ chia sẻ, anh Long, Hà Nội chủ xe Porsche chia sẻ, tôi tranh thủ đi công tác tại Hạ Long nên ghé qua thăm người thân. Ban đầu tôi để xe dưới đường nhưng thấy nước dâng nhanh quá nên phải ra liên tục để đưa xe lên vị trí cao hơn. Tối nay tôi có công việc ở Hà Nội nhưng đợi nước rút hết thì sẽ không kịp di chuyển về. Nước dâng cao khiến nhiều phương tiện bị ngập ống xả, nước tràn vào khoang động cơ gây chết máy. Nhiều người dân còn bày tỏ sự lo lắng khi nước biển có thể ăn mòn làm hư hỏng nhiều bộ phận bằng kim loại. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!